10 dinh thự siêu to khổng lồ xa xỉ bậc nhất thế giới. 10. Dinh thự Mesa Vista Ranch 3.065m2. Khi người ta nói rằng mọi thứ ở Texas đều lớn hơn bình thường, thì dinh thự này chính là một ví dụ điển hình. Mesa Vista Ranch là một trong những bất động sản đắt đỏ nhất tại Mỹ, thuộc quyền sở hữu của Boone Pickens, cố doanh nhân lĩnh vực dầu khí và quỹ phòng hộ, người có tài sản ròng lên đến 500 triệu đô, khoảng 11.492 tỷ đồng. Bản thân dinh thự này không phải là lớn nhất, nhưng lý do nó lọt vào vị trí số 10 trong danh sách này là vì nó nằm trong một trang trại khổng lồ có diện tích lên đến 26.220 ha. Chỉ chiếm một phần nhỏ trong trang trại của Mesa Vista Ranch, tòa dinh thự rộng khoảng 3.065m2. Nó có một phòng ăn đủ lớn để chứa 40 người và một rạp chiếu phim tại nhà, đủ chỗ cho 30 người, kèm theo một phòng làm bắp rang bơ bên cạnh. Mesa Vista Ranch còn có một ngôi nhà bên hồ rộng 1.068m2 với 353m2 hiên. Nếu tính cả mạng lưới hồ, suối và thác nước nhân tạo, trang trại này có tổng cộng khoảng 19 km đường thủy. Nó còn có một nhà chứa máy bay với một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở tầng trên và một đường băng dài 1.828 mét. Ngoài ra, Mesa Vista Ranch còn có một đội xe luôn sẵn sàng để chở người đến phần chính của dinh thự và cả xe cứu hỏa nữa. Vì vậy, trang trại này có thể nói là chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. 9. Casa Encantada, 3.716 m2. Dinh thự Casa Encantada còn được gọi là ngôi nhà mê hoặc, nằm tại Bel Air, California, cùng với các biệt thự lớn khác. Tuy được xây dựng vào năm 1938 trong thời kỳ đại suy thoái, người chủ đã không cắt giảm bất kỳ chi phí nào trong quá trình xây dựng ngôi nhà này. Vào tháng 10 năm 2019, dinh thự này đã được giao bán với mức giá lên tới 225 triệu đô, khoảng 5.172 tỷ đồng, đã khiến nó trở thành bất động sản đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ đang được giao bán vào thời điểm đó. Casa Encantada rộng gần 3.716 m2 và có 60 phòng, bao gồm một sảnh tiếp khách với trần cao 5,5 m, một phòng chơi bài, một phòng ăn, nhiều phòng khách và một quầy bar trong nhà. Hãy chú ý, đây vẫn chưa phải là dinh thự to lớn nhất tại Bel Air. 8. Dinh thự Pritzker, 4.554 m2. Được xây dựng bởi tỷ phú Anthony Pritzker, dinh thự này nằm ở Los Angeles, California và mất khoảng 6 năm để hoàn thành. Khoảng thời gian đủ để biến nó thành một trong những dinh thự tư nhân lớn nhất của thành phố, thường được gọi là Grand Hyatt Bel Air. Tòa nhà chính có diện tích là 4.554 m2 với 2 tầng hầm. Nó trông có vẻ nhỏ hơn so với kích thước thực tế. Tại tầng hầm, bạn sẽ tìm thấy một phòng giải trí, một lan bowling, một quầy bar, văn phòng và một tiền sảnh. Còn ở phần trên mặt đất, dinh thự có một phòng tập thể dục, một thư viện, một salon làm đẹp, một spa và một bể bơi lớn. Tuy nhiên, những thứ đó mới chỉ là phần bên trong của dinh thự. Bên ngoài bạn sẽ tìm thấy một tòa nhà khách, một tòa nhà bên hồ bơi, một sân tennis và một khu nhà dành cho nhân viên vận hành. Dinh thự có 2 bãi đậu xe, một trong số đó là đủ lớn để chứa 60 chiếc xe. Nhiệt độ của bất động sản này được duy trì bằng hệ thống địa nhiệt và điều khiển khí hậu. Có thể thấy Grand Hyatt Bel Air sở hữu những tiện nghi mà nhiều khách sạn mơ ước. Và điều này không có gì là lạ khi mà ông chủ của nó là một tỷ phú kiếm tiền từ một đế chế khách sạn. 7. Fairfield Pond, 5.760m2. Nằm ở Hampton, Fairfield Pond đã nổi bật trong số các dinh thự xa hoa không chỉ vì kích thước khổng lồ mà còn vì giá trị của nó. Ước tính lên đến hơn 500 triệu đô, khoảng 12.460 tỷ đồng. Mặc dù nó được xây dựng với chi phí chỉ 110 triệu đô vào những năm 90, dinh thự rộng 5.760m2 này nằm trên 25,5 hectare đất ven biển đắc địa, cùng với 2 biệt thự có hồ bơi và một nhà vui chơi có tổng diện tích là 3.720m2. Dinh thự có khoảng 21 phòng ngủ và 18 phòng tắm, 12 ống khói để ông già Noel dễ dàng tìm thấy đường vào trong nhà, một căn phòng ăn rộng lớn khoảng 28 mét. Nó còn có 2 làn bowling, một sân quần vợt, một sân bóng rổ và một phòng bia dành cho những ai thích giải trí. Dinh thự cũng có một phòng chiếu phim đủ lớn để chứa được 164 người, một bồn nước nóng có giá trị gần bằng một chiếc siêu xe và một gara ô tô. Người ta ước tính chỉ riêng việc đóng thuế cho dinh thự này cũng đã đủ để xây dựng một dinh thự khác. 6. Gemini, 5.760m2. Nằm trên đảo Manalapan ở phía nam của Palm Beach, Florida, Gemini là một dinh thự trị giá 195 triệu đô, rơi vào khoảng 4.860 tỷ đồng. Đây không chỉ là một trong những dinh thự đắt nhất
mà còn là một trong những dinh thự lớn nhất của nước Mỹ. Dinh thự này có diện tích là 5.760 m² với 21 phòng ngủ, nhiều phòng ăn và phòng khách, thư viện, phòng truyền thông và một hầm rượu vang khổng lồ. Khu đất 6,7 ha này cũng đi kèm với một vườn thực vật với hơn 1.500 loài khác nhau, một nhà khách, 7 phòng ngủ, 2 căn nhà nhỏ và một khu căn hộ. Nó còn có một sân golf mini, một bể bơi lớn, một ngôi nhà cây khổng lồ dành cho mọi lứa tuổi, một bến tàu và một sân bóng rổ cũng như còn rất nhiều thứ khác nữa. Gemini có 2 thang máy và một mạng lưới các đường hầm ngầm kết nối các công trình khác nhau trên khu đất và dẫn đến phía bên kia của đảo để những người ở đây có thể trốn thoát nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. 5. 28A Rutland Gate, 5.760 m². Có nhiều lý do chính đáng để khiến hầu hết các dinh thự khổng lồ đều nằm trong rừng, ở vùng nông thôn hay ở giữa một trang trại, vì vậy thật khó để xây dựng chúng ở ngay giữa trung tâm thành phố. Nhưng 28A Rutland Gate đã tìm ra cách. Dinh thự này nằm ở trung tâm của London, nhìn ra công viên Hyde, với việc được bán với giá là 262 triệu đô, khoảng 6.530 tỷ đồng vào năm 2020. Dinh thự này đã trở thành ngôi nhà đắt nhất từng được giao bán ở xứ sở sương mù. 28A Rutland Gate vốn là 4 căn nhà riêng biệt trước khi mà được kết hợp thành một dinh thự khổng lồ rộng 5.760 m². Dinh thự có 7 tầng với tổng cộng là 45 phòng, bao gồm 20 phòng ngủ, nhiều phòng khách lớn sang trọng, một khu spa và phòng tập thể dục, một bể bơi dưới tầng hầm và một bãi đậu xe ngầm. Và tất nhiên, dinh thự cũng có một thang máy để di chuyển dễ dàng. Alberto Pinto, nhà thiết kế nội thất nổi tiếng người Pháp, người đã thiết kế nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới, đã thiết kế nội thất của chiếc dinh thự này. Nhà thiết kế này có phần hơi lập dị khi mà nội thất bao gồm những tác phẩm như thùng rác mạ vàng 24 carat và bồn cầu đính đá quý. 4. Pensmore, 6.967 m². Pensmore là một công trình khổng lồ với diện tích là 6.967 m², với 13 phòng ngủ và 14 phòng tắm. Công trình này đã trải qua nhiều lần thiết kế lại và được hoàn thành vào năm 2016. Vì ban đầu dinh thự này được thiết kế như một pháo đài, các bức tường bên ngoài của nó dày tới 30 cm, được cho là có khả năng chịu đựng ở cả những trận lốc xoáy, bão lụt và cả động đất mạnh nhất. Trong một cuộc phỏng vấn, chủ nhân của dinh thự Stephen Huff đã nói rằng tòa nhà này thậm chí đủ kiên cố để tồn tại đến 2.000 năm. Cấu trúc này cũng được cho là chống cháy, chống đạn, chống bom và cả chống côn trùng. Điều này đã khiến nhiều người đồn đoán về mục đích thực sự của dinh thự, chẳng hạn như một địa điểm để trú ẩn dự phòng cho Tổng thống Mỹ. 3. Tahoe UN, 6.731 m². Đây không chỉ là một trong những dinh thự lớn nhất thế giới, mà còn là dinh thự đắt nhất của Trung Quốc. Cụm từ Tahoe UN có nghĩa là thiên đường, và dinh thự này đã xứng đáng với cái tên đó. Ngoài việc được thiết kế đẹp mắt, nó cũng rất, rất lớn. Nó có 32 phòng ngủ và phòng tắm, và tất cả đều hướng về phía nam. Điều này có thể liên quan đến phong thủy hoặc khả năng ngắm nhìn hồ gần đó. Bất động sản này cũng được trang trí theo kiến trúc và nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Nó gần đây đã được bán với giá là 154 triệu đô, khoảng 3.537 tỷ đồng. Và nếu bạn nghĩ rằng dinh thự này không đáng chú ý, thì hãy nhớ rằng UNESCO đã công nhận nó là di sản thế giới. 2. Modern Versailles, 8.361 m². Việc xây dựng một dinh thự khổng lồ thông thường có thể mất 1 hoặc đến 2 năm, 3 năm nếu như thời tiết không thuận lợi. Vì vậy, nếu biết rằng dinh thự này đã mất hơn 15 năm để xây dựng và hiện tại vẫn chưa hoàn thành, thì bạn sẽ thấy nó xứng đáng với vị trí số 2 trong danh sách của chúng ta. Việc xây dựng công trình khổng lồ này thực sự là một việc khó khăn. Trước tiên, những người thợ phải tạo ra một ngọn đồi nhân tạo trên 4 hectare đất ven hồ, và rồi sau đó họ mới bắt đầu quá trình dài đằng đẵng để dựng lên một dinh thự 8.361 m². Dinh thự có 14 phòng ngủ, 11 phòng bếp, 5 bể bơi, gồm 3 bên trong và 2 ở bên ngoài, một phòng chơi game và một phòng khiêu vũ có thể chứa tới 1.000 khách. Vào năm 2050, khi mà dinh thự này cuối cùng cũng hoàn thành, nó sẽ là một trong những dinh thự lớn và có giá trị nhất tại Hoa Kỳ, ngoại trừ những dinh thự lơ lửng mới được phát minh ra. 1. G1, 9.290 m². Cái tên này thật là quá phù hợp, vì dinh thự này đã được cựu nhà sản xuất phim là Niami xây dựng từ năm 2013 với mục tiêu trở thành dinh thự lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới. Với diện tích trên 9.290 m², dinh thự này thực sự là một tòa nhà khổng lồ. Nó có 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm, 2 phòng ăn rộng lớn, một bếp ăn khiến cho các nhà hàng phải ghen tị và một gara chứa được 30 chiếc xe.
Tuy nhiên, những điều này chỉ là những tiện ích cơ bản. Một dinh thự không đáng giá nếu như nó không có những thứ đủ thú vị để bạn không muốn rời đi. Nếu xét theo quan điểm đó, thì dinh thự này có một hầm rượu vàng có thể chứa hơn tới 10.000 chai, 5 bể bơi, một đường bowling, một rạp chiếu phim 36 chỗ ngồi, một casino lớn và thậm chí là có cả một câu lạc bộ đêm riêng. Kiến trúc của dinh thự được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng lại vô cùng cao cấp. Chẳng hạn như tường bằng đá cẩm thạch và cửa kính trong suốt giúp bạn có được tầm nhìn tuyệt đẹp và ra đường chân trời Los Angeles cũng như Thái Bình Dương. Từ trên nóc nhà, bạn sẽ cảm thấy mình giống như một vị thần khi mà nhìn xuống những biệt thự nhỏ bé bên dưới. Không biết quý vị và các bạn ấn tượng nhất với dinh thự khổng lồ nào? Bạn có thấy những dinh thự ở trên là quá lớn không? Hoan nghênh quý vị và các bạn để lại bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp các video khác về giới thượng lưu nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.